đi xa đi anh chị rồi. Anh nhìn được sâu này chứ. Hả? Kia, đi kiểu gì được? Thân kính nha. Thân kính nha. Ra mà nên đi được. À, đi con đi ngất bèn. Chạy. Trời ơi, tài xế người ta không sợ không thì thôi, chị làm gì la dữ vậy chị? Nó chạy gì mà bó tay chị luôn á. Cứ tham quan ở trường cứ lào máu đi đi hết đi mô bỏ đâu đi Hạ Long. Vẻ xe to tải, vẻ xe vẻ cứ phóng vượt theo con thì vẻ đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.